Tại sao hiện đại là các anh chị nhìn này, cửa kính này, cửa kính sẽ phun từ bên trên phun từ dưới đáy, các anh chị nhìn tận dưới đáy sàn đấy nhé. Ngày trước thì chúng ta chỉ thiết kế lửng thôi, nhưng mà giới trẻ bây giờ cái thế hệ 8x hay 9x thì chúng ta sẽ cần cái cửa kính phun sát thế này để chúng ta có thể nằm view được tất cả góc độ, và phía bên này cũng tương tự, các anh chị nhìn kính cũng phun hết dưới chân sàn luôn nhé. Điều này các anh chị chú ý nhé, kính phun hết dưới chân sàn, và phía bên này cũng vậy. Anh chị nhìn nè, kính này cũng phun hết dưới chân sàn. Đó, dưới... Vâng, xin chào tất cả các quý cô bác, các anh chị trong toàn quốc. Thì hiện tại công ty thiết kế nhà đẹp Green đang có mặt tại chân công trình cả căn biệt thự 2 tầng mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho chị Thảo ở xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, và Thủy Nguyên thì sắp sửa lên thành phố các anh chị nhé. Thì công trình này đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho gia đình từ đầu năm, tháng 4 năm 2021 thì công trình đã bước vào thi công xây dựng, được hoàn thiện đến 80% rồi. Thì đây là cái phần logo của nhà đẹp Green, thì chúng tôi đã trang cái căn biển của công trình đây, và đây là cái không gian của cái căn biệt thự này các anh chị nhé. Thì với cái công trình này thì đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho gia đình, và hiện tại thì công trình đã hoàn thiện được gần hoàn thiện vào ở rồi các anh chị nhé. Thì phần ngói gia đình đã làm xong cái phần lầu ngói phía trên này, còn đang tiến hành chát ở phần bên trong nhà, bên ngoài thì đã chát xong. Thì với cái công năng sử dụng công trình này như sau, thì các anh chị có thể cùng tôi sẽ khám phá cái công năng nhé. Thứ nhất thì chúng ta sẽ nhìn vào cái công năng. Ở đây thì chúng ta sẽ vào bên trong, đây là khu phòng khách, có 2 ô cửa sổ này, đây 2 ô cửa sổ, nó 4 cửa sổ rất là thoáng. Và đây thì chúng ta sẽ có cái vách ngăn để chúng ta bước cái khu cầu thang lên trên. Ở dưới thì chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ, đây là phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ thứ hai, và đây là khu vực phòng vệ sinh chung. Còn đây chúng ta sẽ có lối đi xuống bếp và bàn ăn riêng nhé. Để dưới tầng 1, còn ở trên tầng 2. Trên tầng 2 thì các anh chị sẽ quan sát khu vực trên tầng 2. Tôi sẽ mở mô hình 3D cho các anh chị nhìn. Ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ đi cầu thang lên đây, thì đây là không gian khu phòng thờ, đây phòng ngủ, đây là khu vực sân phơi, còn đây phòng ngủ nữa. Tổng chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ các anh chị nhé. Thì tất cả các phòng đều có vệ sinh khép kín hết, để chúng ta sẽ sử dụng toàn không gian trong nhà. Thì cái kích thước đất tổng thể của cái công trình này thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị ở cái phần diện tích của từng không gian nhà. Thì ở đây là không gian ở trên tầng 2 rồi. Tôi sẽ mở cho anh chị ở tầng 1 trước để các anh chị hình dung được các cái không gian. Đây là phòng khách của chúng ta là 28,72m2. Phòng ngủ số 1 là 14,9m2, phòng ngủ số 2 là 13,4m2, và 2 phòng ngủ này có chung phòng vệ sinh ở đây. Còn ở trên tầng 2, thì các anh chị sẽ nhìn ở không gian kích thước của tầng 2. Tầng 2 thì chúng ta sẽ có cái phòng ngủ số 3 là 15,6 cộng với 3,5, gọi là 20m2 phòng ngủ này. Phòng ngủ số 4 của chúng ta là 22m2. Đây có phòng vệ sinh khép kín, và đây khu vực sân phơi của nhà kho, đây phòng thờ. Phòng thờ 11,99 là 12m2. Thì đây là đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì cứ 2D có 3D. Thì bộ hồ sơ gia đình giữ đến giờ phút này. Sau khi xây dựng xong thì các anh chị nhìn là nó cũng phần nước chè cũng bám ố lên trên này. Và đây là hình ảnh hoàn thiện của công trình. Sau này đơn vị chúng tôi thiết kế và đồng hành với công trình đó là sơn My Kolor Passion các anh chị nhé. Đây là phần hãng sơn nổi tiếng của chúng ta. Thì bây giờ mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ đi vào bên trong. Phạm Tuân sẽ chia sẻ cho tất cả các quý cô bác, các anh chị trong toàn quốc để xem cái mẫu nhà này. Để mời các anh chị cùng Phạm Tuân để đi vào bên trong nhé, khám phá cái công năng công trình. Thì ở đây thì toàn bộ công trình thì các anh chị nhìn là đã được phần chát hết phần ngoài rồi. Đấy, và bây giờ đang tiến hành chát ở bên trong các anh chị nhé, đang chát ở bên trong. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn được ngôi nhà của chúng ta. Thì bây giờ mời các anh chị chúng ta sẽ vào bên trong để khám phá cái công năng, và chúng ta nhìn ở góc nhìn thực tế thì chúng ta nhìn xem nó thế nào. Thì mời các anh chị nhé, chúng ta sẽ vào bên trong. Thế thì ở đây chúng ta sẽ bước 5 bậc để các anh chị sẽ bước vào trong khu vực phòng khách rất là rộng, gần 30m2 để trong khu vực này. Đây, các anh chị vào bên trong này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ khám phá được cái không gian của phòng khách của gia đình. Thì anh chị sẽ, quý anh chị chúng ta vào đây thì đây không gian cái phần cửa gỗ lim đã làm được khuôn bao hết rồi ở phần cửa. Còn bên trong thì chúng ta nhìn cái phòng khách, rất là rộng rãi và thoáng như này. Đấy anh chị nhìn, và các ô cửa sổ 1, 2, 3, 4 ô cửa sổ phun ánh sáng để chúng ta sẽ đi vào bên trong để chúng ta nhìn ánh sáng rất là phun như vậy. Thì chúng ta thấy một cái không gian nhà rất là thoáng đãng. Thì cái phòng khách thì tôi vừa chia sẻ cho các anh chị về cái công năng ở bên trong. Thì chúng ta nhìn thì gia đình các đơn vị chúng ta làm vẫn như thế. Đây là phòng khách, một cửa sổ, hai cửa sổ, hai cửa sổ đấy nữa. Đây là hai ô cửa sổ, một này, hai này. Đây, chúng ta có 4 ô cửa sổ và cái khu vực chúng ta sẽ đặt bàn ghế ngồi ở đây rất là thoáng. Là dưới tầng 1 các anh chị nhé. Đấy, quý anh chị quan sát ở tầng 1. Chúng ta nhìn rất là ô, rất là thoáng. Thế để có một cái không gian thoáng đãng như thế này thì chúng ta sẽ cần các bàn tay của các kiến trúc sư thiết kế để chúng ta lên cái phương án tối ưu cho gia đình. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái, từ đây ra đây sau này sẽ làm một cái vách CNC bằng gỗ lên đến tận phần trên kia để chúng ta chắn cái khu vực cầu thang ta đi lên thẳng trực diện ra vào khu vực khách để lao vào phòng khách. Và ở cái dưới khu vực này thì chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ các anh chị nhé. Khoảng không này chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ ở phía bên này. Và đây sau này vách chắn đây để chúng ta lao cầu thang, đây chúng ta sẽ có cái vách đỡ đằng này. Và bên này chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Đó, phòng ngủ này. Phòng ngủ này thì đơn vị chúng tôi thiết kế là 2 ô cửa sổ lấy gió ánh sáng đưa vào trong nhà. Rất là sáng, trong phòng ngủ chúng ta tràn ngập về không khí trong lành. Còn sang bên đây, bạn cameraman sẽ di chuyển sang phía bên này. Phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì có cạnh không gian của phòng vệ sinh. Đây là cái không gian của phòng vệ sinh đây các quý anh chị nhé. Và đây là cái không gian của phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì hướng trực diện ra phía ngoài. Các anh chị nhìn đây, phòng ngủ có 2 ô cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên đưa vào nhà. Đây là phòng ngủ số 2 ở dưới tầng 1. Và trên tầng 2 thì có 2 phòng ngủ với không gian phòng thờ nữa nhé. Thì tất cả các anh chị chúng ta chú ý để quan sát cái không gian nhà. Và cái kích thước của không gian nhà này là 12,5 m. Và mặt tiền chúng ta là 11 m. Chiều sâu nhà 12,5 m. Thì chúng ta vừa tham quan ở dưới tầng 1. Bây giờ mời tất cả các quý cô bác anh chị chúng ta cùng lên trên tầng 2 để cái khám phá ở phía trên tầng trên. Thì ở đây cầu thang thì chúng tôi tính chiều cao bản bậc từ đây là 15 đến 17 cm để dễ dàng bước đi và di chuyển nó rất là dễ. Để các anh quý cô bác anh chị chúng ta sẽ di chuyển nó gọn gàng và đi lại. Và đặc biệt khu vực cầu thang nữa thì cái vấn đề lấy ánh sáng đưa vào khu cầu thang thì chúng tôi đã mở một cái không gian cánh cửa rất là rộng ở đây để lấy ánh sáng hắt vào khu vực cầu thang để chúng ta lúc nào cũng có ánh sáng và gió đưa vào trong không gian nhà chúng ta. Thì cái cầu thang đối với cái căn nhà biệt thự thì rất là quan trọng để chúng ta lấy gió, ánh sáng. Và cái cầu thang là cái lưu thông khí huyết trong toàn bộ không gian nhà. Chúng ta chú ý như vậy. Và tại vị trí trung tâm này, ở đây thì chúng ta sẽ đi về 2 hướng. Thì ở đây, đi trực tiếp đây thì chúng ta đã có phòng thờ, sang bên này phòng ngủ, và bên này phòng ngủ nữa, và khu vực này khu vực sân phơi và khu vực kho. Thì chúng ta sẽ khám phá phía đằng sau nhà này trước nhé. Thì ở đây, các anh chị sẽ khám phá thứ nhất là cái khu vực này. Khu vực này thì chúng ta sẽ đi vào phòng ngủ master. Phòng ngủ master này trước. Ở cái phòng ngủ này thì các anh chị quan sát là rất là rộng và có hẳn 2 ô cửa sổ thoáng và một cái cửa đi ra phía ngoài để view toàn cảnh không gian nhà. Đây, view toàn cảnh không gian nhà. Tại cái vị trí không gian ta sẽ nhìn được view cảnh núi đồi quê hương. Chúng ta nhìn thấy rất là trùng điệp điệp. Thì cái không gian này là không gian phòng VIP, mình hay gọi là phòng VIP vì có cả cái phần đọc sách phía ngoài ban công ở đây để chúng ta có thể làm lan can, ngồi đọc sách, ngồi thư thái. Trong mỗi buổi chiều chúng ta đi làm về và cảm thấy mệt mỏi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi những ngày cuối tuần thư thái ở khu vực này. Tiếp theo thì ở đây chúng tôi đã thiết kế 2 ô cửa sổ để chúng ta có thể mở ra ngắm nhìn cái cánh đồng lúa chín về các cái vụ mùa bội thu của bà con nông dân. Thì các cô các bác có thể đang gặt lúa phía này. Thì đây đang là mùa thu, chúng ta nhìn thấy cánh đồng lúa rất là rộng và đẹp. Thì chúng tôi cũng tận dụng hết không gian để lấy ánh sáng, gió đưa vào không gian nhà. Và những cái góc view đẹp nhất của không gian nhà lên thì chúng tôi cũng tính toán kỹ để cho gia chủ có một cái góc nhìn tốt nhất về cái, có những cái trải nghiệm tốt nhất về không gian nhà. Thế để được như vậy thì các quý cô bác anh chị chúng ta phải tìm đến đội ngũ các kiến trúc sư, các kỹ sư lành nghề để chúng ta đưa ra được phương án tối ưu. Và đây là cái phòng ngủ master thì phần quan trọng nhất là khu vực phòng tắm và phòng vệ sinh. Đây, không gian phòng tắm và vệ sinh. Thì với không gian phòng tắm vệ sinh thì chúng tôi thiết kế cái ô thoáng rất là lớn như này để đẩy hết mùi ra, đưa gió ánh sáng để chúng ta có thể diệt khuẩn được. Nhiều gia đình làm những cái ô rất nhỏ, chúng tôi thiết kế ô rộng luôn. Thì các anh chị, quý anh chị chúng ta chú ý, đây là cái khu phòng ngủ master nhé. Thì vừa rồi các quý bác anh chị chúng ta đã khám phá xong cái phòng ngủ master ở phía đằng sau. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái khu vực sân phơi đặt máy giặt như nào. Thì ở đây thì mời các anh chị chúng ta sang khu vực này. Đây là cái khu vực sân phơi quần áo, đặt máy giặt. Đấy, gia đình đã để sẵn cái phơi đồ đây rồi. Đây các anh chị nhìn. Đây thì các anh chị, chúng tôi đã mở sẵn một cái ô cửa rất là thoáng. Và đây cái phần móc đã treo quần áo phơi giấu hết vào phía không gian này. Vì trong quá trình máy giặt của chúng ta giặt rũ ấy, thì cũng đã khô khoảng tầm đến 80% rồi. Chúng ta chỉ cần phơi một chút gió nữa thì chúng ta sẽ thấy công trình chúng ta sẽ khô toàn bộ luôn. Thì cái điều này là điều rất là quan trọng để chúng ta tránh trường hợp nhà rất là đẹp chúng ta cứ phơi quần áo lằng tằng ra phía ngoài thì nó rất là xấu. Thì các anh chị chú ý, đấy là những cái điều chúng ta phải quan tâm, phải trải nghiệm thì chúng ta mới cảm nhận được. Thế thì ở đây chúng ta vừa khám phá xong hai cái không gian ở phía dưới này nhé. Bây giờ các anh chị sẽ trải nghiệm không gian tiếp theo phía bên tay phải Tuân. Đây là không gian phòng thờ. Và phòng thờ các cụ đã đặt nơi trang trọng nhất, vị trí đẹp nhất, đắc địa nhất để cho chúng ta mang nhiều cái tài lộc cho gia đình, vượng tài lộc. Thì đây là cái mà nhiều thế hệ con cháu thì khi thành đạt chúng ta phải cảm ơn thế hệ của các cụ, các ông, các bà của chúng ta. Hay là trên bàn thờ chúng ta hay đặt một cái câu đối, đúng không? Một bên là tổ tông công đức, thiên niên thị, con cháu Thảo Hiền thì vạn đại vinh. Thì trong những cái không gian của phòng thờ bao giờ đặt như vậy. Và phòng thờ đặt vị trí trang trọng. Tại sao trang trọng? Tôi sẽ chia sẻ với anh chị. Đây là cái góc view đẹp nhất để chúng ta nhìn cái phần ban công đẹp nhất, để chúng ta nhìn ra toàn cảnh cái không gian của khu vực nhà. Thì ở đây các anh chị nhìn toàn cảnh xung quanh ở phía ngoài, chúng ta nhìn cánh đồng rất là đẹp. Đó, đây là cái không gian phòng thờ. Các anh chị chú ý nhé. Bây giờ thì tất cả anh chị chúng ta sẽ khám phá tiếp phòng ngủ số 2 trên tầng 2. Thì công trình này có 4 phòng ngủ, đúng không ạ? Chúng ta vừa khám phá phòng ngủ số 1 và không gian thờ cúng rất là linh thiêng, vị trí đắc địa đẹp nhất. Bây giờ chúng ta sang phòng ngủ thứ tư. Phòng ngủ số 2 tầng 2 là phòng ngủ thứ tư trong gia đình. Thì đây là phòng ngủ master, cũng là phòng ngủ master, cũng có khu vực phòng tắm và vệ sinh khép kín và có ô cửa sổ thoáng ở trong phòng vệ sinh rất là rộng. Và ở đây thì không gian phòng này thì chúng tôi lấy thiết kế theo cái kiến trúc hiện đại. Tại sao nó hiện đại là các anh chị nhìn này, cửa kính này, cửa kính sẽ phun từ phía trên, phun nó từ dưới đáy. Các anh chị nhìn tại dưới đáy sàn nữa nhé. Ngày trước thì chúng ta chỉ thiết kế là lửng thế thôi. Nhưng mà giới trẻ bây giờ, các thế hệ 8X, 9X thì chúng ta sẽ cần cái cửa kính phun sát thế này để chúng ta có thể nằm ngủ view được tất cả các góc độ. Và phía bên này cũng tương tự, các anh chị nhìn kính cũng phun hết dưới chân sàn luôn nhé. Điều này các anh chị chú ý nhé, kính là phun hết dưới chân sàn. Và phía bên này cũng vậy này, anh chị nhìn này, kính này cũng phun hết dưới chân sàn. Đó, dưới tận chân sàn này, bạn cameraman quan sát này để cho tất cả các anh chị có thể khám phá đấy. Phun hết sân sàn. Đây thì bây giờ các anh chị có thể nhìn cái mô hình 3D nhé. Nhìn 3D thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái cảnh như thế để chúng ta có cái góc nhìn tốt nhất. Ở đây thì anh chị nhìn này, đây phần 3D cái ô cửa của phòng ngủ đây các anh chị nhìn. Đấy, kính phun dưới chân sàn. Anh nhìn này, đấy, 1 cái, 2 cái, 3 cái đúng không? Đây, đây là cái thứ nhất này. Đấy, bạn cameraman quay, đây là cái thứ nhất nhé. Cái thứ nhất phun sàn này. Đấy, ô cửa thứ hai này, phun sàn này. Ô cửa thứ ba này, phun sàn này. Đấy, đúng theo cái mô hình đây. 1, 2, 3 này. Đúng chưa? Đấy. Đây, 1, 2, 3. 3 cái phun sàn. Thì mục đích phun sàn như thế để làm gì? Để chúng ta lấy được cái không gian nó thoáng nhất có thể, nó view nó thoáng nhất có thể các anh chị nhé. Thoáng nhất có thể. Thì mỗi một không gian sống chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm riêng. Và để có được những cái trải nghiệm như vậy thì các anh chị phải tìm đến những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp để khi các anh chị ở trong không gian sống mà chúng ta thấy phòng ngủ là nơi nạp lại cái năng lượng, hay là cái gọi là cửa nạp, đúng không ạ? Trong phong thủy gọi là cửa nạp, nạp lại năng lượng. Trong một ngày chúng ta làm việc rất là mệt mỏi, chúng ta ngủ trong cái phòng ngủ mà thấy nó thoáng, nó sáng như này. Đấy, không khí tràn ngập như này thì chúng ta có một nguồn năng lượng mới. Sang tuần làm việc mới chúng ta thấy tràn đầy năng lượng, chúng ta sẽ có nhiều cái kết quả tốt hơn, đúng không ạ? Thì vừa rồi Tuân cũng chia sẻ cho tất cả quý cô bác anh chị được cái kiến trúc và có những cái đặc điểm của không gian nhà. Thì bây giờ các anh chị có thể tiếp tục di chuyển xuống dưới để chúng ta sẽ khám phá tiếp những cái không gian của công trình để chúng ta ngắm lại một lần nữa toàn cảnh không gian nhà các anh chị nhé. Có rất nhiều anh chị hỏi kích thước thì Tuân nhắc lại là cái chiều này của không gian nhà là 10 m, chiều sâu này là 11,9 m hoặc 12 m, 10 x 12 m, tổng diện tích xây dựng 120 m các anh chị nhé. Không gian nó rất là thoáng. Thì bây giờ Tuân sẽ di chuyển ra phía dưới để chúng ta di chuyển ra phía ngoài một lần nữa, ngắm lại toàn cảnh của cái không gian nhà để có các anh chị có cái góc nhìn tốt nhất về cái quá trình tư vấn thiết kế xây dựng của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì qua mỗi một công trình thì có những cái trải nghiệm riêng, và cái trải nghiệm này thì chúng tôi sẽ trao cái trải nghiệm thú vị và tuyệt vời này cho tất cả các quý khách hàng. Và khi quý khách hàng tìm đến đơn vị chúng tôi có cái cơ hội được thiết kế hàng nghìn cái căn nhà rồi, có những cái trải nghiệm riêng của từng không gian, chúng tôi sẽ đưa vào để cho tất cả các quý khách hàng có cái trải nghiệm tốt nhất về một cái không gian sống thoải mái nhất, tiện nghi nhất. Và công trình này thì chúng tôi sử dụng đó là Trần Thạch Cao Vĩnh Tường cùng với sơn My Kolor, thì những cái sản phẩm tối ưu nhất thì chúng tôi đưa vào không gian nhà để có một cái cuộc sống xanh các chị nhé. Thì tường này chúng ta sơn sản phẩm sơn My Kolor Passion, cái phần thành phần sơn của họ trong đó của nhà máy là cốt nhựa polymer, thì nó dẫn tới là không gian xanh, nó sẽ thân thiện với môi trường, nó không tạo ra được các cái hoạt tính mang tính chất là nhiễm từ trong tường này, hoặc là chúng ta tạo ra cái chất phóng xạ của xi măng trong tường nó đẩy ra này, thì những cái đấy thì chúng ta sẽ được khử hết, thì gọi là trong cái gọi mình cứ gọi là cái không gian xanh và sơn xanh. Chúng ta chú ý như vậy để chúng ta sẽ có được cái góc nhìn tốt nhất về quá trình làm. Thì chúng tôi muốn đưa cái không gian tối ưu nhất cho gia đình, và Trần Thạch Cao Vĩnh Tường thì cũng được một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, được ưa chuộng trong toàn quốc. Đi đâu các anh chị cứ hỏi Trần Thạch Cao loại nào tốt nhất thì chắc chắn cái câu đầu tiên các anh nhận được đó là Trần Thạch Cao Vĩnh Tường. Và toàn bộ cái không gian trần này thì chúng tôi sẽ sử dụng Trần Thạch Cao. Ở đây thì cũng đã chuẩn bị sẵn cái móc treo quạt, các anh chị nhìn đấy, các vị trí có treo quạt ở dầm. Thì sau này cái phần này thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các cô bác các anh chị được hết cái phần đó, từ phần sơn rồi trải nghiệm về Trần Thạch Cao. Rồi các anh chị sẽ di chuyển ra phía ngoài cái vị trí treo biển của công trình nhé. Những anh chị nào mà ở huyện Thủy Nguyên, ở đây xã Hòa Bình các anh chị nhé. Thủy Nguyên thì chỉ có khoảng tầm 2-3 năm nữa thì sẽ lên thành phố. Nhớ thành phố Thủy Nguyên, thành phố đầu tiên của thành phố Hải Phòng các anh chị nhé. Thì các anh chị sẽ thấy được những cái căn nhà bây giờ chúng ta có những cái thiết kế thì thấy nó rất là tuyệt vời, có những cái trải nghiệm thú vị. Cái điều này bây giờ nhà xây phải có thiết kế, nếu mà không có thiết kế thì cái lỗi đấy là lỗi do các anh chị thôi. Đơn vị thiết kế rất là nhiều, chúng ta tìm được những đơn vị uy tín, chất lượng và có những cái trải nghiệm dịch vụ tối ưu nhất cho gia đình. Chúng ta có cái cuộc sống nó được như ý để các anh chị có một cái năng lượng tràn đầy sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Thì đấy tôi sẽ di chuyển ra phía ngoài công trình để các anh chị sẽ ngắm không gian biển công trình. Ở đây thì các anh chị có thể quan sát không gian đây. Thì tất cả những cái thông tin các anh chị liên hệ với đơn vị thiết kế nhà đẹp Green, thì thông tin thứ nhất là các anh chị hãy gọi cho số hotline 0386 325 566. Thông tin số 2, các anh chị có thể kiểm tra cái hoạt động của nhà đẹp Green qua trang fanpage facebook.com/nhà đẹp Green, hoặc là các anh chị vào website 1001moinhadep.com. Ở đây chúng tôi cũng chia sẻ hết cái quá trình và cái hoạt động của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe tâm sự và các chia sẻ, rồi hẹn gặp lại các quý cô bác các anh chị ở những video tiếp theo. Qua video này cảm ơn gia đình chị Thảo ở xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế thi công xây dựng của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại tất cả các quý cô bác anh chị trong toàn quốc ở những video tiếp theo. Với tôi là Green làm là tốt. Em chào anh Hà nhé. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế của nhà đẹp Green. Thì qua cái công trình vừa rồi thì giờ nó đã hoàn thiện xong, anh đã ở. Thì bây giờ cái cảm nhận của anh về cái không gian nhà khi có bản vẽ thiết kế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì anh cảm nhận cái không gian ở thế nào? Nói chung là hợp lý, thoáng đãng, và bố cục rồi công năng rồi nói chung mọi cái không gian rồi cửa đảng mọi cái nói chung là tốt. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ về không gian rất là tốt, đúng không ạ? Thì nếu mà anh có cái chia sẻ về cái bạn chuẩn bị xây nhà thì anh có những cái chia sẻ như nào cho các bạn? Thì nếu như các bạn xây nhà thì cũng nên là thuê một nhà thiết kế. Với tôi là Green làm là tốt.